Hòa rồi, mừng Nam Bác Hòa. Lại giới thiệu anh chuyên đầu bếp nông thôn Thái Bình giá cái. Đây là công đoạn cho cái và giá, nhưng tôi giá người không giá ra cái, chim kia là để không à. Công đoạn đầu tiên chim là để không mà ấy vợ. Ấy vợ rồi. Đây là anh này là 35 tuổi ấy vợ rồi. Đấy. Chuyên giao thức. Đây là công đoạn đầu tiên. Riêng cái này cứ phải dã ngon. Say. Không, say này ngon. Riêng cái này say là cái ngon rồi. Công, công đoạn thứ hai là rót nước vào nhé, để lọc nước nhé. Để lấy gạch. Nếu mà say đấy là đi ăn ở quán xá nó bắt buộc nó phải say cho nhanh thôi. Say nó phải cho đá vào nó đỡ. Còn dặm á. Sáng nay giới thiệu John rồi. Thủ công là ngon nhất. John mới quay thì nếu mà người có bình sẽ biết. Lọc nước. Dùng tay ấn ấn cho nước cơ chảy nhanh. Đấy. Và đây là Su Hào các bạn ạ. Su Hào. Đây không nấu với Su Hào à? Su Nơ. Có Su Nơ, nấu Su Nơ. Còn đây là sau đây mùng tơi. Mùng tơi. Các bạn có biết cái mùng tơi không? Tứ tứ. Đây là Su Su. Su Su à? Su Su. Còn quê bạn đây quả Su Su đây. Trước nhà tôi trồng nhiều lắm. Còn đây là cây xà lách à? Xà lách muối dưa thì ăn. Rau này là rau gì? Ờ vậy nó cũng giống cây xà lách nhỉ? Nhưng mà nó to, nó ngắn hơn đúng không? Đây là hai anh ế vợ. Đấy. Và một thằng đang quay cũng ế vợ lốt. Bây giờ là đàn ông là chịu trách nhiệm là đang nấu nướng, tôi sẽ review cho bạn canh cái quê tôi được. Ông sợ buồi, ông đang đi YouTube, ông buồi gần đăng Facebook. Đấy. Anh sẽ lọc từ 3 đến 4 lần cho khi nó hết thịt cho anh tạo ra một cái chất nước canh như thế này các bạn ạ. Ấy, nhìn rất là sóng sánh nhá. Nấu thì nó sẽ thành gạch các bạn. Thôi em hãy đi về. Tóc chì buồn thôi. Giờ bây giờ ai đi? Ngày xưa ngày trước là cối đá hoặc là cối gỗ ở cối gỗ ở trên Sơn La nhiều. Cối đá mình cần cối đá giờ hiếm lắm. Nặng. Nhưng giờ thì công nghiệp nó đã lên thì giờ là cối nhôm đúc, gang đúc. Đây là gang rồi. Quý phết. Đặc sản quê tôi chế biến cái gì nó cũng lâu. Canh giòn thì mẹ qua rất nhiều giai đoạn nhé. Đá giòn. Đặc sản quê biển. Tầm nước này nước là một nước nữa là đủ rồi. Cái này mua ở trên hàng à? Không, thiết không. Nhà tự bắt được. Đâu đi vẽ đấy. Anh Hùng nghe được khoảng đất gì nó bảo là giọng dưới giống giọng đâu không thế? Đây, à. Hùng đất. Hay ở đâu? Hôm qua anh gọi nó. Chỉ có người lạ thì nghe với quen thôi, còn người quen thì nghe nó phân biệt được ngay. Người lạ thì nghe giọng Thái Bình nó giống giống nhau như là giọng. Đâu có ý. Kiểu giọng nói giống kể cả là người nhà từ nhà,
Nhìn bác có gì nói. Ở chị kia nó cũng đông. Nhiều đông bảo. Kể cả tướng đi. Hai người giống nhau mà mình nhìn chả ông này chả giống. Người ngoài người ta mới nhìn được thôi. Thằng cùng bồn ấy, thằng lọc bồn, à thằng đạp bồn. Đạp bồn ấy. Đây mà nhận nhầm rồi. Nhìn nha, thằng ấy chẳng giống. Được cái đẹp đấy, đây mà nhận nhầm. Đạp bồn đen hơn. Đạp mà hai thằng đen giống nhau. Nhưng mà giờ nhìn quen thì thấy nó khác. Nhìn hai anh em nó chẳng giống nhau. Xong đợt này là kết thúc một cuộc hành trình ra cái. Ra người mà lâu như vậy chắc là mày không ấy vợ đâu, nhưng mà người thì không ra được kiểu này. Người ra kiểu này chắc là chết. Kết thúc bằng dài cái này thôi. Trong video YouTube. YouTube bằng dài. Bây giờ YouTube nó cạnh tranh với này TikTok mà cho ra video xem ngắn này. Ở đâu mình quay xong ví dụ như TikTok mình quay xong mình cắt đi chứ. Đủ thôi nữa đấy. Đây là công đoạn cuối cùng để lọc bỏ những cái chất cặn bã ra ngoài. Rồi nó cũng cho đi kết hết rồi. Nếu làm thực sự ra phải cắt nhiều, đúng không? Quay vậy thôi, phải cắt góc máy có chân quay nó mới có góc đẹp được, nó quay lên khép. Quay chẳng bao giờ nó quay từ đầu như thế này không mày? À, gì nó quay từ đầu vậy? Đoạn này có đoạn bỏ qua. Thế như đoạn này là bỏ qua xong bắt đầu quay vào đoạn nấu luôn, hiểu không? Nhưng đây là một quá trình thực tế. Chuyên làm rồi. Phải lọc qua một lần nữa nha các bạn nhé. Cái này chỉ chắc thôi. Cái đấy có gì nữa. Phải nọc một lần nữa để những cái cặn nó lọt xuống. Đừng nọc quá. Chờ phải lọc. Đây. Đấy, vậy coi như là xong rồi. Thế là cho lên và muối mì chính vào. Nọc phải bắt nước cả. Chặn được. Nó ra một lồi nước canh có gạch. Đặc ăn mới ngon. Nhà có đéo người đâu mà nấu nhiều nước làm gì. Xong quá trình là đưa lên vào bếp các bạn nhé. Kinh cái giò này vẫn còn giữ đến tận bây giờ. Kinh. Lâu lắm từ ở cái bếp dạ này đi. Ngon. Canh cái rất đơn giản. Đối với người thành phố là lâu là hơi lịch kịch đi. Không, nếm gia vị mắm muối mì chính. Cái mắm này, cái mắm này hơi lắm. Không cho mắm, cho bún nêm vào. Bún nêm mặn mà. Bún nêm phải cho mắm. Trong miền Nam nó toàn cho đường nhỉ, cái gì cũng cho đường. Ăn một mình không phù hợp với mẹ. Nhưng mà nếu ở canh của mình mà không cho mắm thì nó mất độ thơm. Tùy khẩu vị. Tức là nấu cái gì tức là phải cho tí mỡ vào. Ờ, thế tè. Tới là sang Trung Quốc hả? Sang Trung Quốc hả? Trung Quốc cái gì là Trung Quốc? Xong khi đợi nước sôi rồi cho rau vào nào, ô kê con dê nếm phát nè, xong. Dù bàn chân anh bước mà hồn